Theo quan niệm của Kinh Thánh, lười biếng là một trong bảy đại tội của con người. Không giống như những tội lỗi khác, lười biếng được xem là tội lỗi của sự vô đạo đức, là sự bỏ đi trách nhiệm của bản thân mình. Lười biếng không chỉ khiến cho sinh kế của cơ thể thay đổi, mà còn làm cho tâm trí trở nên chậm chạp, bỏ lỡ cuộc đời. Dù có xét theo khía cạnh Kinh Thánh hay xét theo khía cạnh cá nhân, thì có thể thấy rằng lười biếng, trì hoãn là một khái niệm không hề tích cực và không ai mong muốn bản thân trở thành kẻ lười biếng. Thế nhưng, tại sao con người vẫn hay lười biếng, trì hoãn dù họ không hề muốn? Liệu thiếu động lực đã là đủ, hay đó có thể là dấu hiệu của một vấn đề sâu xa hơn về mặt tâm lý? Với quan điểm, sự lười biếng thường là triệu chứng tâm lý rất phức tạp, tác giả Nhật Tấn cùng bài viết Lười, trì hoãn, không, bạn chỉ đang sợ hãi mà thôi, đã đi sâu vào khám phá những lý do khiến mọi người có biểu hiện lười biếng, cũng như làm thế nào chúng có thể là dấu hiệu của những nỗi sợ tiềm ẩn cần được giải quyết. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu bài viết nhé. Rèn luyện bản lĩnh con người trước những lo âu của đời sống hiện đại, trang bị cho bản thân một tâm thức mạnh mẽ trước thời đại biến đổi khôn lường, một kim chỉ nam định hướng tâm hồn tới bình yên và hạnh phúc, thực hành chủ nghĩa khắc kỷ trong đời sống cùng Seneca những bức thư đạo đức, khám phá và đặt ngay bộ sách tại tủ sách nhà nhẹ nhá. Thực trạng hiện nay. Chỉ cần để ý xung quanh một chút, bạn có thể dễ dàng nhận ra mọi người hay là chính mỗi chúng ta thường hay xảy ra các vấn đề phát sinh khi nhận một công việc nào đó và thường xuyên trì hoãn xử lý. Cho đến khi chúng ta nhận ra tác hại của việc trì hoãn thì lúc ấy cũng đã quá muộn. Ở đây tôi có một số ví dụ thường gặp trong cuộc sống của mình. Hồi còn học đại học, tôi thuộc tiếp người nước đến chân mới nhảy. Điều này dẫn đến những bài thuyết trình không hoàn hảo, cũng như là những ngày phải thức suốt đêm để lên nội dung và chỉnh từng slide PowerPoint. Điều này kéo dài trong suốt 3 năm đầu đại học của tôi. Mọi người có thể liên tưởng đến hình ảnh của một cậu thanh niên 20 tuổi với đầu tóc bù xù và đôi mắt luôn thất thần kèm theo những quầng thâm ở bên dưới. Khi tôi bắt đầu hiểu rõ tác hại của việc trì hoãn, tôi nghĩ mình nên làm gì đó để có thể thay đổi, bây giờ hoặc không bao giờ. Khi quan sát và trực tiếp hỏi những người trì hoãn, tôi thường nhận được những câu trả lời như sau. Có một kiểu người cho rằng họ là người lười biếng, không phải họ không muốn làm mà đó chưa phải là lúc. Một kiểu người khác lại nói họ là kiểu người không biết sử dụng thời gian. Họ bận nhiều công việc làm thêm, cũng như không thể kiểm soát được thời gian mình dành cho xã hội quá nhiều. Một nhóm khác lại cho rằng họ là kiểu người cầu toàn, muốn mọi việc phải thật hoàn hảo, nếu không họ sẽ nghĩ mình không cần cố gắng để làm. Sau khi tìm hiểu và quan sát về những kiểu người này, tôi nhận ra họ đều có một điểm chung, chính là công việc thường xuyên bị trì hoãn và bỏ ngang sang một bên. Liệu lười biếng có phải là nguyên nhân cốt lõi hay không? Hay đây chỉ là một cái cớ để bao biện? Liệu có một ý nghĩa nào đó ẩn sau sự lười biếng, trì hoãn này nằm sâu bên trong bộ não của mỗi người không? Và đây là lúc tôi bắt đầu tìm đọc một số bài nghiên cứu. Não bạn đang chiến đấu hay bỏ chạy? Vào năm 2018, một nhóm nhà nghiên cứu đã thực hiện một nghiên cứu mang tính đột phá để điều tra sự khác biệt giữa bộ não của những người đấu tranh với sự trì hoãn và những người không. Để làm được điều này, các nhà nghiên cứu đã tuyển dụng 264 người tham gia để hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể và sau đó tiến hành quét não trên mỗi người. Kết quả thật đáng kinh ngạc. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một lượng lớn hạch hạnh nhân, một tập hợp của các tế bào thần kinh hình quả hạnh xử lý cảm xúc của chúng ta, trong não của những người hay trì hoãn hơn so với những người chú trọng vào hành động. Hơn nữa, họ phát hiện ra rằng những người trì hoãn có mối liên kết yếu hơn giữa hạch hạnh nhân và vỏ não vùng vành đai phía trước. Đây là một vùng của não chịu trách nhiệm kiểm soát bản thân và điều chỉnh cảm xúc. Theo thuật ngữ thông thường, trong các tình huống áp lực cao, kích hoạt ký ức và những trải nghiệm tiêu cực, hạnh nhân sẽ kích hoạt phản ứng chiến đấu hoặc bỏ chạy. Khi chúng ta chọn trì hoãn hay chính là chọn bỏ chạy, chúng ta mất khả năng suy nghĩ về hậu quả lâu dài của các hành động của mình. Và trong lúc đó, chúng ta sẽ lảng tránh nhiệm vụ quan trọng trước mắt vì nó được coi là mối đe dọa đối với sự an toàn của chúng ta. Như một phần thưởng cho việc thoát khỏi mối đe dọa bằng cách trì hoãn, chúng ta tạm thời nhẹ nhõm và cảm thấy tốt hơn. Thế nhưng, những điều này không kéo dài lâu. Không sớm thì muộn, những cảm xúc tiêu cực như buồn chán, nghi ngờ bản thân, lo lắng, căng thẳng lại trỗi dậy. Và để đối phó với điều này, chúng ta lại tiếp tục trì hoãn cho đến thời hạn cuối cùng. Vòng lẩn quẩn tránh những cảm xúc tiêu cực và tự thưởng cho bản thân bằng cách trì hoãn chính là thứ biến sự trì hoãn từ một hành vi chỉ xảy ra một lần thành một cơn nghiện.
Sau khi tôi biết đến nghiên cứu này, tôi đã có một cái nhìn rất khác biệt về sự trì hoãn. Đối với mỗi chúng ta, trì hoãn chỉ là cảm giác muốn được thoải mái và lười biếng. Nhưng đối với não, đây lại là một yếu tố sống còn giữa việc chiến đấu hay bỏ chạy, và điều đó bắt nguồn từ các nỗi sợ bên trong mỗi cá nhân chúng ta. Thế nhưng, nỗi sợ đó cụ thể là gì? Trì hoãn và những nỗi sợ. Nỗi sợ thất bại. Nỗi sợ thất bại có thể kiềm hãm mọi người bằng cách tạo ra cảm giác lo lắng và nghi ngờ bản thân. Điều này có thể ngăn cản họ chấp nhận rủi ro hoặc theo đuổi những cơ hội mới, khiến mọi người tránh những thử thách hoặc dự án mà họ cho là quá khó hoặc nằm ngoài vùng an toàn của họ, ngay cả khi những thử thách đó có thể dẫn đến sự phát triển hoặc thành công của cá nhân. Ngoài ra, nỗi sợ thất bại có thể khiến mọi người trì hoãn hoặc tham gia vào các hành vi tự hủy hoại bản thân. Điều này có thể làm suy yếu thêm cơ hội thành công của họ. Cuối cùng, nỗi sợ thất bại có thể trở thành một lời tiên tri tự ứng nghiệm, vì những người quá sợ hãi để thử thường không bao giờ đạt được mục tiêu của mình. Nỗi sợ thất bại có thể biểu hiện theo những cách khác nhau trong hành vi của mọi người. Dưới đây là một ví dụ. Những người sợ thất bại có thể chần chừ và trì hoãn hành động theo mục tiêu của họ như một cách để tránh khả năng thất bại. Mọi người cũng có thể tránh những thách thức hoặc cơ hội mới mà họ cho là quá khó khăn hoặc rủi ro. Điều này có thể hạn chế tiềm năng phát triển và thành công của họ. Mọi người cũng có thể tự độc thoại tiêu cực, liên tục nói với bản thân rằng họ không đủ tốt hoặc họ sẽ thất bại. Điều này có thể làm xói mòn thêm sự tự tin của họ. Vậy, phải xử lý sao với nỗi sợ này? Cảm nhận cá nhân, tôi thấy những lời khuyên này có chút self-help và hơi mang tính đương nhiên. Tuy nhiên, tôi mong bạn đọc hãy hiểu cho tôi, vì cuộc sống của mọi người là khác nhau, nên tôi không thể đưa ra một phương pháp có thể giải quyết cho tất cả mọi trường hợp được, nên hãy cứ thoải mái thực hành theo cách phù hợp nhất nhé. Và đây là một số đề xuất của tôi. Thứ nhất, nhận biết và điều chỉnh suy nghĩ tiêu cực. Xác định những lời tự độc thoại tiêu cực và điều chỉnh nó thành những lời độc thoại tích cực và thực tế hơn. Thay vì tập trung vào khả năng thất bại, hãy tập trung vào tiềm năng phát triển và học hỏi kinh nghiệm. 2. Đặt mục tiêu thực tế. Đặt mục tiêu thực tế có thể đạt được những thứ nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Chia các mục tiêu lớn thành các bước nhỏ hơn, dễ quản lý và để tránh cảm thấy choáng ngợp. 3. Chấp nhận sai lầm. Coi sai lầm là cơ hội để học hỏi và trưởng thành. Xem thất bại là trở ngại tạm thời, không phải điều kiện vĩnh viễn, và sử dụng chúng như cơ hội để học hỏi từ những sai lầm của bạn và cải thiện. 4. Hình dung thành công. Hình dung bạn đang thành công và đạt được mục tiêu của mình. Điều này có thể giúp xây dựng sự tự tin và giảm lo lắng. 5. Hãy hành động. Hãy hành động bất chấp sự sợ hãi. Cảm thấy sợ hãi là điều bình thường, nhưng điều quan trọng là phải hành động bất chấp nỗi sợ hãi. Hãy nhớ rằng cách duy nhất để vượt qua nỗi sợ hãi là đối mặt với nó và hành động. 6. Tìm kiếm sự hỗ trợ. Tìm kiếm sự hỗ trợ từ bạn bè, gia đình hoặc một người cố vấn, những người có thể khuyến khích và hướng dẫn. Nỗi sợ thành công. Nguy hiểm không kém nỗi sợ thất bại là nỗi sợ thành công. Nỗi sợ thành công có thể làm tê liệt không khác gì so với nỗi sợ thất bại, vì nó có thể tạo ra cảm giác lo lắng và nghi ngờ bản thân tương tự. Vì vậy, nó có thể ngăn cản một cá nhân hành động hướng tới mục tiêu của họ. Trên thực tế, nỗi sợ thành công có thể ngấm ngầm hơn nỗi sợ thất bại, vì nó thường không được công nhận hoặc thừa nhận như một nỗi sợ hợp lệ. Cá nhân có thể làm suy yếu những nỗ lực của chính họ một cách vô thức để tránh những hậu quả tiềm tàng của thành công. Ví dụ, họ có thể trì hoãn, nghi ngờ khả năng của mình hoặc sợ hãi những thay đổi đi kèm với thành công. Điều này có thể ngăn cản họ hành động hướng tới mục tiêu của mình. Nỗi sợ thành công có thể biểu hiện theo những cách khác nhau trong hành vi của mọi người. Dưới đây là một số ví dụ. Sự chần chừ. Những người sợ thành công có thể chần chừ và trì hoãn hành động theo mục tiêu của họ như một cách để trốn tránh khả năng thành công và những trách nhiệm đi kèm với nó. Tự nghi ngờ bản thân. Nỗi sợ thành công có thể dẫn đến sự nghi ngờ bản thân và cảm giác không thỏa đáng, gây khó khăn cho việc theo đuổi thành công. Sợ thay đổi. Mọi người có thể sợ những thay đổi đi kèm với thành công, chẳng hạn như tăng trách nhiệm hoặc sự chú ý từ người khác, và có thể chống lại việc thực hiện những thay đổi trong cuộc sống của họ. Né tránh các cơ hội. Mọi người có thể tránh các cơ hội có thể dẫn đến thành công, chẳng hạn như thăng tiến trong công việc, các mối quan hệ mới hoặc thành tích cá nhân, vì sợ những điều chưa biết hoặc sợ thất bại. Phương pháp để vượt lên nỗi sợ thành công có thể kể tới. Thứ nhất,
xác định và thách thức những niềm tin hạn chế. Nhận biết và thách thức bất kỳ niềm tin hạn chế nào có thể đang cản trở bạn, chẳng hạn như tự độc thoại tiêu cực hoặc hội chứng kẻ mạo danh. Điều này có thể giúp xây dựng sự tự tin và năng lực bản thân. Thứ hai, hình dung thành công. Hình dung bản thân đạt được mục tiêu và tận hưởng những lợi ích của thành công, chẳng hạn như tăng sự tự tin và thỏa mãn cá nhân. Điều này có thể giúp xây dựng mối liên hệ tích cực với thành công và giảm lo lắng. Thứ ba, chia nhỏ mục tiêu thành các bước có thể quản lý. Chia nhỏ các mục tiêu lớn hơn thành các bước nhỏ hơn, dễ quản lý hơn, có thể giúp giảm bớt sự choáng ngợp và giúp bạn cảm thấy dễ đạt được tiến độ hơn. Thứ tư, tìm kiếm sự hỗ trợ. Tìm kiếm sự hỗ trợ từ bạn bè, gia đình hoặc một người cố vấn có thể khuyến khích và hướng dẫn. Điều này có thể giúp xây dựng ý thức cộng đồng và trách nhiệm giải trình. Thứ năm, nắm lấy sự khó chịu. Nhận ra rằng sự khó chịu và không chắc chắn là một phần tự nhiên của hành trình hướng tới thành công. Học cách chịu đựng và thậm chí chấp nhận sự khó chịu có thể giúp xây dựng khả năng phục hồi và tăng cơ hội thành công của bạn. Nỗi sợ hãi về những điều chưa biết. Nỗi sợ hãi về những điều chưa biết có thể khiến mọi người mắc kẹt vì nó liên quan đến nỗi sợ hãi về những gì có thể xảy ra trong những tình huống mà kết quả không chắc chắn hoặc không thể đoán trước. Khi đối mặt với sự không chắc chắn, một số người có thể cảm thấy lo lắng, bất lực hoặc choáng ngợp. Điều này có thể ngăn cản họ hành động hướng tới mục tiêu hoặc tạo ra những thay đổi trong cuộc sống. Nỗi sợ hãi về điều chưa biết cũng có thể liên quan đến nỗi sợ thất bại hoặc sợ thành công. Điều này có thể củng cố cảm giác không chắc chắn và khiến mọi người mắc kẹt trong những khuôn mẫu quen thuộc, thoải mái. Một số ví dụ về hành vi là: thứ nhất, né tránh. Mọi người có thể tránh những trải nghiệm hoặc tình huống mới, thích gắn bó với những gì quen thuộc và thoải mái. Điều này có thể hạn chế cơ hội tăng trưởng và phát triển cá nhân của họ. Thứ hai, sự trì hoãn. Nỗi sợ hãi về những điều chưa biết có thể dẫn đến sự chần chừ và trì hoãn vì mọi người có thể ngần ngại hành động mà không biết kết quả có thể xảy ra. Thứ ba, tê liệt. Nỗi sợ hãi về những điều chưa biết có thể làm tê liệt, ngăn cản mọi người đưa ra quyết định hoặc hành động theo bất kỳ hướng nào. Thứ tư, suy nghĩ quá nhiều. Mọi người có thể dành quá nhiều thời gian để phân tích và cố gắng dự đoán kết quả của một tình huống. Điều này có thể dẫn đến sự do dự và không hành động. Thứ năm, kiểm soát. Mọi người có thể cố gắng kiểm soát nhiều hơn đối với môi trường hoặc hoàn cảnh của họ nhằm giảm bớt sự không chắc chắn và rủi ro tiềm ẩn của những điều chưa biết. Thứ sáu, chống lại sự thay đổi. Mọi người có thể chống lại sự thay đổi và miễn cưỡng thử những điều mới, ngay cả khi họ biết điều đó có thể mang lại lợi ích vì sợ những điều chưa biết. Phương pháp cho nỗi sợ này là gì? Thứ nhất, nắm bắt sự tò mò. Tiếp cận những điều chưa biết với sự tò mò và sẵn sàng học hỏi. Thay vì tập trung vào những rủi ro tiềm ẩn hoặc sự không chắc chắn, hãy tập trung vào các cơ hội phát triển và khám phá. Thứ hai, thu thập thông tin. Nghiên cứu và thu thập thông tin về những trải nghiệm hoặc tình huống mới để giúp giảm bớt sự không chắc chắn và tăng cảm giác kiểm soát. Thứ ba, thực hành chánh niệm. Chánh niệm có thể giúp bạn giữ vững lập trường và hiện tại. Điều này có thể làm giảm cảm giác lo lắng hoặc choáng ngợp. Thứ tư, điều chỉnh lại nỗi sợ hãi. Thay vì tập trung vào những rủi ro tiềm ẩn hoặc sự không chắc chắn của điều chưa biết, hãy cố gắng điều chỉnh lại tình huống như một cơ hội để phát triển và học hỏi. Nỗi sợ phán xét. Nỗi sợ cuối cùng là nỗi sợ bị phán xét, còn được gọi là lo lắng xã hội hoặc ám ảnh xã hội, là một vấn đề tâm lý phổ biến ảnh hưởng đến nhiều người. Nó được đặc trưng bởi sự tự ý thức quá mức, sợ bị người khác xem xét hoặc đánh giá và tránh các tình huống xã hội. Một số ví dụ về hành vi. Thứ nhất, né tránh. Một người sợ phán xét có thể tránh các tình huống hoặc tương tác xã hội mà họ cho là có khả năng khiến họ bị chỉ trích hoặc từ chối. Ví dụ, họ có thể tránh tham dự các sự kiện xã hội hoặc phát biểu trong các cuộc họp tại nơi làm việc. Thứ hai, tự ý thức. Những người sợ bị phán xét có thể quá e dè trong các tình huống xã hội, thường xuyên lo lắng về việc người khác nhìn nhận họ như thế nào. Điều này có thể dẫn đến các hành vi như liên tục kiểm tra ngoại hình, bồn chồn hoặc nói một cách lo lắng. Thứ ba, tìm kiếm sự trấn an. Một người sợ phán xét có thể liên tục tìm kiếm sự trấn an từ người khác để xác nhận giá trị hoặc hành động của họ.
Ví dụ, họ có thể hỏi ý kiến của người khác một cách thái quá hoặc tìm kiếm sự chấp thuận trước khi đưa ra quyết định. Vậy, làm sao để không trì hoãn bởi nỗi sợ này nữa? Thứ nhất, thực hành lòng trắc ẩn. Một trong những cách tốt nhất để vượt qua nỗi sợ bị phán xét là đối xử tốt và từ bi với chính mình. Nhận ra rằng mọi người đều phạm sai lầm và không phải lúc nào mọi thứ cũng ổn. Hãy nhẹ nhàng với bản thân và tập trung vào điểm mạnh của bạn hơn là điểm yếu của bạn. Thứ hai, thách thức những suy nghĩ tiêu cực. Nỗi sợ bị phán xét thường được thúc đẩy bởi những suy nghĩ và niềm tin tiêu cực về bản thân. Thách thức những suy nghĩ này bằng cách tự hỏi bản thân xem chúng có thật sự đúng hay chỉ là giả định. Cố gắng tìm bằng chứng mâu thuẫn với những suy nghĩ này và tập trung vào việc tự nói chuyện tích cực. Thứ ba, tiếp xúc dần dần. Tiếp xúc dần dần với các tình huống xã hội có thể giúp bạn mẫn cảm với nỗi sợ bị phán xét. Bắt đầu với những bước nhỏ, chẳng hạn như chào hỏi một người lạ hoặc nói chuyện nhỏ với đồng nghiệp. Khi bạn cảm thấy thoải mái hơn, hãy tăng dần độ khó của các tình huống. Kết luận. Như vậy, có thể thấy sự lười biếng, trì hoãn có thể đến từ những nỗi sợ thẳm sâu trong lòng người như trên, thay vì nó là hành động vô tri, vô nghĩa. Lười biếng có thể đến từ những lý do rất khoa học và tâm lý như vậy, chứ không chỉ có các lý do ẩn bên trong động cơ hành động của mỗi con người. Ngoài ra, tôi mong các bạn đừng quá cứng nhắc về những đề xuất này mà hãy phối hợp lại với nhau để cho ra kết quả tốt nhất. Sau khi hiểu rõ hơn về quan điểm về sự lười biếng hay trì hoãn, tôi đã tìm thấy sự thúc đẩy để tôi hành động ngay bây giờ, và tôi hy vọng bạn cũng vậy. Cảm ơn bạn đã xem hết video này. Mong rằng sẽ gặp lại các bạn trong các số tiếp theo. Bye!